Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ Nhi Đồng huyện Nho Quan. Trong hiệp 1 thì rõ ràng là các cầu thủ Nhi Đồng huyện Nho Quan là bên chơi có phần lấn lướt hơn các cầu thủ Nhi Đồng huyện Yên Khánh. Trong một cầu thủ Nhi Đồng Nho Quan đã tạo được khá nhiều những cơ hội ghi bàn. Các cầu thủ Nho Quan chơi bàn bật tốt và các em đã thể hiện được khả năng của mình. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Nhi Đồng Yên Khánh đã khá vất vả liên tục chống đỡ những pha tấn công của các cầu thủ Nhi Đồng huyện Nho Quan. Tuy nhiên trong một pha phản công nhanh thì các cầu thủ Nhi Đồng huyện Yên Khánh đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Cả hai bàn thắng của Nhi Đồng Nho Quan ghi trong hiệp 1 đều do công của cầu thủ mang áo số 10 là Tiến Dũng. Trong khi đó thì bàn thắng rút ngắn cách biệt của cầu thủ Nho Quan, của cầu thủ Yên Khánh ghi trong hiệp 1 được ghi do công của số 10 là Đức Trường. Và trong hiệp 2 này, các cầu thủ Nhi Đồng Nho Quan sẽ là bên giao bóng. Phản công cho thủ Yên Khánh. Bóng đã vừa chạm vào cột dọc, không phải bóng đã đi chạm vào góc bên ngoài của cột dọc và một quả ném bóng lên cho các thủ Yên Khánh. Còn cả nguyên một hiệp 2 cho các cầu thủ Nhi Đồng Yên Khánh nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi bàn săn bằng cách biệt. Tại bảng A thì lợi thế lúc này đang nghiêng về cầu thủ Nhi Đồng thành phố Tam Điệp. Sau lượt trận đầu tiên thì cầu thủ Nhi Đồng Tam Điệp đã có được 3 điểm. Giải bóng đá Nhi Đồng Cúp Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ 22 năm 2018 diễn ra từ mùng 7 đến 11 tháng 8 năm 2018. Các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày hôm nay, từ mùng 7 đến hết ngày mùng 9. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày mùng 10 và trận tranh giải ba, trận chung kết cũng như lễ bế mạc trao giải sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày 11 tháng 8. Phản công cho cầu thủ Yên Khánh. Trong những phút đầu của hiệp 2 thì các cầu thủ Nhi Đồng Yên Khánh đang rất tích cực chơi tấn công. Các em đang cố gắng tấn công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn gỡ hòa. Rõ ràng là khi mà bị dẫn trước thì đòi hỏi các cầu thủ Nhi Đồng Yên Khánh phải thay đổi lối chơi. Tuy nhiên lối chơi này cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro khi mà trên hàng công của cầu thủ Nho Quan đều là những cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo. Sẽ có một quả đá biên cho cầu thủ Nhi Đồng Yên Khánh.
tiếp tục một quả đá biên nữa. Trọng tài đã bắt lỗi đá biên. Theo quy định thì khi bóng phải dừng hẳn thì các cầu thủ mới được quyền đá biên. Khi mà bóng còn chuyển động thì nếu như một cầu thủ nào đó thực hiện đá biên thì sẽ phạm luật. Và tấn công và dứt điểm từ xa của số 6 bên phía Yên Khánh đó là Việt Vương. Ngay từ trong những phút đầu của hiệp 2 thì các cầu thủ của huyện Yên Khánh đã chiếm lĩnh bóng nhiều hơn với các cầu thủ huyện Nho Quan. Xong, các cầu thủ Yên Khánh rất vất vả để có thể đưa bóng gần đến với cầu môn của thủ môn Nho Quan. Xong, các bạn ấy đã thiếu đi một cái sự gãy gọn và tinh tế trong những pha dứt điểm cuối cùng. Chính vì vậy, chưa có bàn thắng nào đã được chuyển hóa tới cầu môn của đội Nho Quan. Vâng, thưa quý vị, trong lúc giải lao để bước đến với trận thi đấu thứ hai thì Thu Phương đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với các cầu thủ của đội tuyển huyện Nho Quan. Khi mà được hỏi rằng là các bạn thấy được điều gì khi mà tham gia trong một tập thể của đội Nho Quan thì các cháu rất hồn nhiên vô tư trả lời rằng là các cháu thấy vui, thấy khỏe và thấy được sự đoàn kết. Và đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Văn Bình dặn các cháu là không được đánh nhau. Vâng, có thể nói là từ những câu chia sẻ rất là đơn giản và vô tư của các bạn nhỏ, nhưng chúng ta cũng có thể thấy được rằng qua sự phối hợp đoàn kết và thi đấu trên mỗi trận đấu, trong mỗi trận đấu thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ học được khá nhiều kỹ năng mềm để có thể áp dụng ra cuộc sống cũng như là học tập của các bạn. Và cũng như những chia sẻ lúc trước thì Thu Phương thấy rằng là các cầu thủ của các đội tuyển Gia Viễn đã lau đi những giọt nước mắt để tiếp tục chơi tiếp. Thì đó là một cái sự dẫn giỏi và kiên cường của các bạn nhỏ. Mặc dù là rất là nhỏ nhưng các bạn đã có thể là qua những điều đó cho thấy rằng các bạn đã lớn lên từng ngày. Mà điều đó thì không phải một sách vở nào có thể dạy được các bạn nhỏ. Các bạn của đội tuyển, các cầu thủ của đội tuyển Yên Khánh rất nỗ lực nhưng cũng tỏ ra khá lóng ngóng với những phần tranh bóng của các cầu thủ đội tuyển Nho Quan. Trong ít phút vừa qua thì cả hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng và cơ hội liên tục được tạo ra phía khung thành của cả hai bên. Tuy nhiên ở những pha xử lý cuối cùng thì các cầu thủ trên hàng công của cả Nho Quan lẫn Yên Khánh đều thiếu đi một chút sắc sảo trong những pha dứt điểm cuối cùng. Chính vậy mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Vẫn là cầu thủ Yên Khánh. Và dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7 bên phía đội bóng Nhi Đồng huyện Yên Khánh đó là Thế Hoàn. Trong hiệp 1 thì Thế Hoàn cũng đã có một pha số pha dứt điểm từ xa khá tốt. Rất khéo. Cơ hội cho cầu thủ Nho Quan. Rất tiếc là một pha sút trượt bóng của cầu thủ Nho Quan, đó là cầu thủ mang áo số 3 Khải Hoàn. Vẫn là cầu thủ Nho Quan, dứt điểm đi. Pha dứt điểm của số 5 Đức Trường. Pha dứt điểm của Đức Trường, bóng đã đi không chuẩn xác. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm này của em.
Đức Trường. Lúc này thì số 10 Tiến Dũng đang được ban huấn luyện tạm thời cho ra nghỉ. Và Đức Trường là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của các đội nhì đồng Nho Quan. Lại là Đức Trường. Rất khéo. Đức Trường đã vượt qua tới 3 cầu thủ của Yên Khánh. Nhưng pha chuyền bóng của em cho số 3 của Nho Quan đã, đó là Khải Hoàn. Khải Hoàn đã không tận dụng tốt. Pha đi bóng rất khéo. Như vậy là đã có bàn thắng ở tỷ số cho các cầu thủ Nho Quan. Cầu thủ mang áo số 3 của Nho Quan đó là Nhữ Khải Hoàn. Tỷ số lúc này là 3-1. Nghiêng về phía các cầu thủ Nho Quan, chúng ta còn xem lại và ghi bàn của Khải Hoàn. Không có ai kèm cả, Khải Hoàn đã rất bình tĩnh và thoải mái trong pha xỉa bóng ghi bàn vừa rồi. 3-1 cho cầu thủ Nhi Đồng Nho Quan. Như chúng tôi đã nói thì việc cầu thủ Nhi Đồng Yên Khánh chơi dâng cao, tìm kiếm các cơ hội ghi bàn, đây cũng là cơ hội cho các cầu thủ Nhi Đồng Nho Quan tận dụng những khoảng trống ở hàng phòng ngự bên phía đội bóng Nhi Đồng huyện Nho Quan. Và vừa rồi thì Nhữ Khải Hoàn đã tận dụng rất tốt cơ hội mà đồng đội đã tạo ra. Khải Hoàn không bị ai kèm và em đã rất thoải mái trong việc ghi bàn thắng. Phản công cho đội Nho Quan. Và phản công bóng đã đi hơi nhẹ. Vẫn là cầu thủ Yên Khánh. Quá chần chừ. Cơ hội đã qua đi mất rồi. Và sẽ có một quả đá biên cho các cầu thủ Nhi Đồng huyện Nho Quan. Quan sát trên sân thì lúc này số 10 Tiến Dũng đã được tung vào sân. Tiến Dũng chính là tác giả của hai bàn thắng cho đội một cho các đội Nhi Đồng Nho Quan. Khi mà có cơ hội thì các cầu thủ Yên Khánh đã dứt điểm quá nhẹ. Và dừng bóng và đi bóng khéo léo của số 5 bên phía Nhi Đồng Yên Khánh, đó là Công Chiến. Và dứt điểm của số 1 bên phía Yên Khánh đó là trung vệ Hải Anh. Đội Nho Quan thay thủ môn. Cầu thủ Nho Quan vừa bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn 10-10 khi mà số 3 Khải Hoàn đã đối mặt với thủ môn của Yên Khánh. Vẫn là một pha dứt điểm không thành công nữa. Đá biên cho các cầu thủ Nhi Đồng Nho Quan. Khi mà thủ môn của Yên Khánh đã mắc sai lầm khi bắt không dính bóng thì cơ hội được trao cho số 7 của Nho Quan, đó là Phi Hùng. Tuy nhiên pha đánh đầu của Phi Hùng, bóng đã đi vọt sang ngang. Chúng ta vừa xem lại, chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm bằng đầu của số 7 Phi Hùng.
tỷ số lúc này của trận đấu đang là 3-1 nghiêng về phía cầu thủ Nhi Đồng Nho Quan. Những pha phối hợp ở khu vực giữa sân của cầu thủ Nhi Đồng Nho Quan là khá có nét. Lúc này thì số 10 Tiến Dũng của Nho Quan đã rút về chơi ở vị trí trung vệ, một cầu thủ đa năng. Ngoài việc chơi tốt ở vị trí tiền đạo thì Tiến Dũng còn có khả năng chơi tốt ở vị trí trung vệ. Và trong những phút vừa qua thì Tiến Dũng đã được ban huấn luyện của đội bóng đá Nhi Đồng huyện Nho Quan rút về chơi ở vị trí trung vệ. Em đã nhường vị trí chơi trên hàng công cho đồng đội. Đây cũng là một điều tính toán của ban huấn luyện bóng đá Nhi Đồng Nho Quan. Khi mà tỷ số đang là 3-1, một thế trận có phần nhỉnh hơn thì các cầu thủ Nhi Đồng Nho Quan hoàn toàn có thể nghĩ đến việc rèn rũa các cầu thủ dự bị trên hàng công được vào sân thương lửa. Đá biên cho cầu thủ Nhi Đồng Yên Khánh. Cũng phải thấy rằng trong những vừa qua thì hàng công của cầu thủ Yên Khánh đã chơi chưa thực sự sắc nét. Lỗi đá biên. Một pha dứt điểm từ xa có phần vội vàng của số 6 bên phía Yên Khánh, đó là Mai Việt Vương. Khi mà bị dẫn với cách biệt là hai bàn thì đã có một số vị trí của thủ Nhi Đồng Yên Khánh đã tỏ ra nôn nóng và sốt ruột. Một pha phạt bóng lên khi mà các thủ hàng công chưa kịp di chuyển. Đá biên cho các thủ Nhi Đồng Nho Quan. Trong bóng đá 5 người thì khi mà một thủ môn phát bóng lên mà bóng đi thẳng vào côn của đối phương thì bàn thắng vẫn được tính. Chính vậy mà không hiếm những trường hợp một thủ môn sau khi đã bắt bóng đã thực hiện một pha giao bóng rất nhanh thẳng về phía khung thành của đối phương và ghi bàn. Những pha tấn công tương đối bế tắc của cầu thủ Nhi Đồng Yên Khánh. Phản công cho cầu thủ Nho Quan. Pha đẩy bóng, bóng đi quá mạnh. Và đá biên cho cầu thủ Nhi Đồng Yên Khánh. Tại mùa giải năm nay thì ban tổ chức sẽ trao cúp và cờ cho đội giành chức vô địch, trao cờ và phần thưởng cho đội giành ngôi á quân.
trao giải thưởng cho đội giành giải ba và sẽ trao một giải thưởng cho đội đạt giải phong cách. Bên cạnh những giải thưởng của tập thể thì ban tổ chức cũng sẽ trao một số danh hiệu cá nhân, đó là danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Đội tuyển Nho Quan vừa có sự thay đổi người. Cầu thủ số 5. Cầu thủ số 8 Nguyễn Dương Đức Minh đã ra sân. Thưa quý vị, đúng là bóng đá không chỉ là đơn thuần là đam mê, là niềm vui, mà đây còn là, đối với các cầu thủ nhí thì đây còn là sân chơi để giúp các bạn học tập rèn luyện, giúp đỡ lẫn nhau và hướng tới một phong cách chơi thể thao fair play, cao thượng, đoàn kết. Và đây chính là nền tảng của một nền bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển. Hiện giờ thì cầu thủ số, chúng tôi chưa có cơ hội nhìn thấy số áo của cầu thủ đội tuyển Nho Quan bị đau. Các nhân viên y tế đã vào sân để giúp đỡ cầu thủ. Vâng, rất nhanh. Tinh thần thi đấu của em tiếp tục được phát huy. Vâng, chúng tôi đã thấy được đó là cầu thủ mang áo số 9 bị đau, Trần Công Vinh. Một quả đá phạt cho các cầu thủ đội tuyển Nho Quan. Một khoảng cách khá gần cung thành. Các cầu thủ đã có động tác giả. Vâng, hàng phòng ngự của đội tuyển Yên Khánh đã che chắn rất tốt. Một quả đá khá căng. Có thể thấy rằng là các đội... Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này đây thì trọng tài đã nổ hồi còi để khép lại trận thi đấu trong hiệp 2 của đội tuyển huyện Nho Quan và huyện Yên Khánh. Tỷ số của hiệp đấu là 3-1